Tin địa phương đêm nay là bản tin liên quan đến việc Emeryville là một trong những thành phố tăng dân số nhanh nhất California. Một trong những thành phố nhỏ nhất ở quần ngạc Alameda nằm trong số những thành phố tăng dân số nhanh nhất California. Theo ước tính từ Cơ quan Bảo hiểm California, dân số của Emeryville đạt 13.300 người hồi đầu năm 2024, tăng từ 5% từ con số khoảng 12.700 người lúc đầu năm 2023. Đây là mức tăng dân số lớn thứ nhì của bất kỳ thành phố nào ở California có dân số ít nhất 10.000 người trong năm ngoái. Emeryville là thành phố duy nhất ở Bay Area nằm trong danh sách những thành phố có dân số tăng nhanh nhất California. Nhiều thành phố ở Central Valley và San Joaquin Valley gần đó ghi nhận mức tăng đáng kể như Lathrop có dân số tăng 5.4%, mức tăng nhanh nhất ở tiểu bang. Không giống như nhiều thành phố khác ở Bay Area như là Oakland, San Jose và San Mateo, dân số của Emeryville tăng khá ổn định. Ngay cả trong đại dịch, khi nhiều người rời khỏi khu vực, Emeryville chỉ ghi nhận dân số giảm nhẹ từ năm 2021 đến năm 2022, nhưng khuynh hướng này đảo ngược năm 2023. Dân số của Emeryville tăng khoảng 2.300 người từ năm 2014 đến năm 2024, tức là tăng khoảng 21.3%. Trong thập niên qua, dân số nói chung của California chỉ tăng 1.4%. Tỷ lệ xây dựng nhà của Emeryville cao hơn mức tăng dân số. Thành phố có khoảng 8.400 đơn vị nhà ở tại thời điểm đầu năm 2024, cao hơn 500 căn so với năm 2023, tức là tăng 6.4%. Trong thập niên qua, số nhà ở của Emeryville tăng 23.7%. Emeryville khuyến khích phát triển nhà ở trong nhiều năm qua. Giới chức mua đất để xây dựng nhà ở có giá vừa phải, tăng giới hạn chiều cao ở nhiều khu vực của thành phố và vượt qua mục tiêu nhà ở bắt buộc của tiểu bang. Một trong những tòa nhà văn phòng lớn nhất San Francisco giảm giá trị khoảng 80%. Giá trị của tòa nhà ở số 1455 đường Market Street, khu văn phòng gần 93.000 m², đã giảm khoảng 80% sau sự ra đi của Uber và Block, tên cũ là Square. Trong báo cáo mới công bố, Hudson Pacific Properties mua 45% cổ phần từ đối tác Canada Pension Plan Investment Board với giá là $43.500.000. Năm 2015, Canada Pension Plan Investment Board mua cổ phần với giá là $219 triệu, gấp 5 lần số tiền mà Hudson vừa trả trong năm nay để mua tòa nhà. Trong hội nghị tuần trước, ông Victor Coleman, giám đốc điều hành của Hudson, cho biết giới chức quỹ hưu trí không muốn gấp thêm vốn để cải thiện tòa nhà. Đây là ví dụ mới nhất về giá giảm sâu của lĩnh vực tòa nhà văn phòng một thời đắt đỏ ở San Francisco. Một tòa nhà bỏ trống ở số 995 đường Market Street bán với giá chỉ còn 10% so với trước đó, trong khi tỷ lệ văn phòng bỏ trống ở thành phố ở mức cao kỷ lục 36.6%. Theo ông Coleman, sự ra đi của đơn vị thuê tạo ra cơ hội và các đơn vị thuê tiềm năng, bao gồm một công ty về trí thông minh nhân tạo, nhưng ông không cho biết danh tính công ty đó. Thành phố San Francisco cũng đang thuê gần 14.600 m² ở tòa nhà đó, với giá căn bản từ $3.7 một mét vuông, bằng khoảng một nửa giá thuê văn phòng bình quân trước đại dịch. Thành phố có quyền mua tòa nhà trong tương lai. Uber có trụ sở mới ở Mission Bay. Block chuyển sang văn phòng nhỏ hơn ở San Francisco và một trung tâm ở Oakland, nhưng không còn xem bất kỳ văn phòng nào là trụ sở nữa. Reddit và WeWork cũng đóng cửa văn phòng tại tòa nhà 1455 đường Market Street. Thiếu sự lãnh đạo khi Oakland bỏ lỡ hạn chót xin tài trợ ngăn chặn trộm cắp cửa hàng bán lẻ. Văn phòng thanh tra thành phố Oakland vừa công bố báo cáo về việc thành phố không nộp đơn xin tài trợ ngăn chặn trộm cắp cửa hàng bán lẻ năm 2023, đổ lỗi cho nhiều yếu tố như thiếu sự lãnh đạo cũng như sự phối hợp kém giữa các cơ quan. Báo cáo gọi sai sót này là một cơ hội đã bị mất đi đối với Oakland, mặc dù không chắc chắn là thành phố sẽ nhận được tiền tài trợ. Trong số các cơ quan cảnh sát nộp đơn xin tài trợ, chỉ 33% được chấp thuận. Báo cáo cũng nói rằng thành phố Oakland nhận được tài trợ cho các dự án khác trong cùng năm tài chính. Trong đó, thành phố nhận được gần $32 triệu và sở cảnh sát nhận được hơn $6 triệu. Trong trường hợp này, cả sở cảnh sát Oakland và nhóm phát triển kinh tế và lực lượng lao động của thành phố đều dự tính nộp đơn tham gia chương trình tài trợ ngăn chặn trộm cắp cửa hàng bán lẻ có tổ chức mà không biết kế hoạch của nhau. Cuối cùng, hai cơ quan bắt đầu hợp tác khoảng 11 ngày trước hạn chót ngày 7 tháng 7 năm 2023. Các cơ quan nói rằng họ cố gắng nộp đơn ngay trước hạn chót nhưng họ phải vấn đề kỹ thuật. Trước đó, theo đài NBC Bay Area, nhân viên của chính quyền thành phố và sở cảnh sát cho rằng bên kia có lỗi.
Tuy nhiên, thanh tra kết luận vấn đề nằm ở cả hai bên và gọi sai sót này là một trong những vấn đề mang tính tổ chức sâu hơn so với quy trình nộp đơn xin tài trợ cụ thể này. Báo cáo lý luận vấn đề này bắt nguồn từ 4 yếu tố, gồm thiếu sự lãnh đạo, thiếu quản lý dự án, liên lạc và phối hợp kém giữa các cơ quan và thiếu chính sách quản lý tài trợ. Và có tin là Huy Phong Foods ngừng sản xuất tương ớt Sriracha tới tháng 9. Nhật báo USA Today ngày 3 tháng 5 đưa tin, Huy Phong Foods loan báo ngừng sản xuất tương ớt Sriracha tới lễ lao động vào tháng 9. Lý do công ty đưa ra là do loại ớt jalapeno màu đỏ, thành phần chính trong món tương ớt nổi tiếng này, hiện vẫn còn quá xanh. Điều này có thể dẫn đến một đợt thiếu hụt loại tương ớt Sriracha của Huy Phong Foods trên thị trường. Huy Phong Foods gửi thư thông báo cho khách hàng mua sỉ của họ tuần này. Nội dung thư có đoạn, sau khi đánh giá lại nguồn ớt, chúng tôi xác định ớt còn quá xanh và không thể sản xuất vì sẽ ảnh hưởng tới màu của sản phẩm. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo với quý vị rằng chúng tôi ngừng sản xuất tới sau lễ lao động khi mùa ớt kế tiếp bắt đầu. Huy Phong Foods không bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Tình trạng này có thể khiến cho thị trường thiếu hụt tương ớt Sriracha của Huy Phong Foods. Được biết, những lần thiếu hụt trước đây, người tiêu dùng hầu như không thấy sản phẩm tương ớt Sriracha ở bất cứ chợ nào. Hai sản phẩm khác của công ty này, ớt xay tỏi và Sampo Oleg cũng bị ảnh hưởng. Huy Phong Foods do ông David Trần, người Mỹ gốc Việt, thành lập và bắt đầu hoạt động vào năm 1980 trong khu Chinatown ở Los Angeles. Trải qua 5 tháng, công ty này vươn lên thành một trong những nhà sản xuất tương ớt hàng đầu ở Mỹ. Mỗi năm, công ty của ông David sử dụng khoảng 50.000 tấn ớt. Xe gầm thấp diễn hành chào mừng lễ Cinco de Mayo ở San Jose. Lễ chào mừng Cinco de Mayo diễn ra ở các thành phố trên khắp Bay Area, nhưng năm nay khu East San Jose có lễ chào mừng riêng. Là nơi khai sinh của văn hóa xe gầm thấp, tức là low rider, ở miền Bắc California, cuộc diễn hành hôm Chủ nhật bao gồm hàng trăm chiếc xe đã được tùy chỉnh, vốn trở thành biểu tượng của cộng đồng của họ. Dòng xe cổ điển đi trên đường King Road trong tiếng reo hò của khán giả. Ông Larry Rentenia nói rằng đây là văn hóa của cộng đồng địa phương, văn hóa xe gầm thấp, văn hóa Chicano. Xe gầm thấp thống lĩnh cuộc diễn hành kết thúc tại góc đường King và Story Road. Địa điểm này nhiều thập niên qua được xem là trung tâm của văn hóa xe Chicano ở miền Bắc California. Nó cũng là trung tâm của cuộc sống gia đình của ông Tommy Valenzuela. Nhiều năm qua, ông tùy chỉnh chiếc Chevy Impala SS của ông, đôi khi phải lựa chọn giữa trả tiền điện hoặc tiền mạ chrome cho xe. Dường như đó cũng là truyền thống trong gia đình vì mỗi thành viên nay đều có xe tùy chỉnh riêng, kể cả con gái Lovina của ông. Chiếc Chevy Caprice của cô có thêm màu hồng để thể hiện đó là xe của nữ. Nhiều chiếc xe đến để đại diện gia đình cũng như văn hóa, nhưng một số người ở San Jose xem loại xe này là mối đe dọa và xe bị cấm hồi thập niên 1980 gây ra chia rẽ giữa thành phố và cộng đồng Latino. Năm 2022, San Jose hủy bỏ lệnh cấm đó. Đại lễ Phật Đản Chung Vesak Day 2024. Hàng năm cứ vào rằm tháng 4 âm lịch, các Phật tử trên khắp thế giới kỷ niệm ngày Đức Phật sinh ra tại vườn Lâm Tỳ Ni, hay còn được gọi là ngày Phật Đản. Năm nay là lần thứ hai sau 15 năm, cộng đồng Phật giáo Bắc Cali đã tổ chức đại lễ Phật Đản chung với sự tham dự của khoảng 35 chùa tại vùng Bắc Cali. Buổi lễ được diễn ra trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật 4 và 5 tháng 5 vừa qua, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, tại công viên History Park Việt Museum số 635 Phelan Avenue, thành phố San Jose. Do tình hình thời tiết không thuận lợi, ngày thứ Bảy trời mưa nhiều, nên ban tổ chức đã quyết định lễ khai mạc chính thức dời sang ngày Chủ nhật. Và hàng ngàn Phật tử đã đến tham dự chương trình trong thời tiết nắng ấm thật đẹp. Bắt đầu từ 9 giờ sáng là phần diễn hành của 10 chiếc xe hoa thật đẹp, với đoàn áo dài đầy màu sắc đại diện cho các chùa, từ History Park đến khu thương mại sầm uất của người Việt là Grand Century Mall và Vietnam Town. Sau đó, đoàn diễn hành quay về History Park để bà con Phật tử có dịp chụp hình và chiêm ngưỡng. Sau đó là phần cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni Thọ Trai. Xen lẫn chương trình là phần văn nghệ rất hay và sôi nổi qua sự điều hợp của MC Quảng Hoa và MC Quốc Bảo. Được biết, ban tổ chức đã chuẩn bị 6 tháng cho chương trình đại lễ Phật Đản chung năm nay, nên ngày đại lễ diễn ra rất chu đáo với các tiểu cảnh được trang trí thật đẹp, các gian hàng ẩm thực chay phong phú. Ngoài ra, còn có các gian hàng thư pháp,
gian hàng của các nhà bảo trợ, parking free và đặc biệt có xe đưa rước để đồng hương thuận tiện đi từ parking vào tới sân khấu chính. Sau khi tất cả quan khách ổn định chỗ ngồi, chương trình khai mạc được bắt đầu với lễ chào quốc kỳ, hát quốc ca Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, Phật giáo ca và phút mặc niệm. Đại diện ban tổ chức cũng đã có đôi lời phát biểu và giới thiệu các chư tôn đức và quan khách có mặt. Tiếp theo là lễ dâng hoa cúng dường, đọc lá thư Phật đản của trưởng ban tổ chức và đạo từ của Hòa Thượng Thích Tịnh Từ về ý nghĩa của ngày Phật đản. Chương trình đại lễ được tiếp tục với nghi lễ đản sanh, nghi lễ Pali, thả bong bóng và chim bồ câu cầu nguyện cho hòa bình. Ban tổ chức cũng đã trao những giải thưởng cho xe hoa và tiểu cảnh đẹp nhất cho các chùa, trao huân chương luân lưu cho ban tổ chức đại lễ Vesak và trưởng ban điều hành chương trình, ông Cao Hồng cũng đã gửi lời cảm tạ đến tất cả mọi người đã đóng góp vào sự thành công của ngày đại lễ. Sau phần nghi lễ là chương trình văn nghệ với chủ đề Hương Giác Ngộ, được tiếp tục với sự tham gia của các ca nghệ sĩ như ca sĩ Mai Thiên Vân, Trần Thái Hòa, Hà Ngọc Nhung, ca sĩ Quang Tuấn, Nhật Xuân Hòa, Tôn Thất Minh và rất nhiều các văn nghệ sĩ khác tại vùng Bắc Cali. Chương trình đại lễ Phật đản chung Vesak Tre 2024, Phật lịch 2568 kết thúc tốt đẹp vào lúc 6 giờ 30 phút chiều cùng ngày. Quý vị vừa theo dõi phần tin địa phương, sau một vài phút giới thiệu các cơ sở thương mại, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần closing news. Phần tin địa phương được bảo trợ bởi công ty Southwest Sun Solar. Quý vị được tham khảo và lắp đặt solar hoàn toàn miễn phí. Xin gọi 408-780-2013 để biết thêm chi tiết. Phần tin địa phương được bảo trợ bởi công ty BD Home Group Inc. chuyên xây nhà mới, condo, apartment, ADUs, guest house. Đặc biệt, có những xây mới tiệm nail, nhà hàng, boba milk tea. Xin gọi 657-535-6789 để biết thêm chi tiết. Phần tin địa phương cũng được bảo trợ bởi ChaCha POS, công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. Xin gọi cho Bá Thông 415-335-2000. Southwest Sun Solar, một công ty uy tín và nhiều kinh nghiệm, sẽ giúp cắt giảm hóa đơn tiền điện và thiết lập cho quý vị hệ thống giữ điện mới nhất. Công ty bảo đảm sẽ tiết kiệm tiền điện cho quý vị so với giá tiền mà quý vị đang trả cho công ty điện lực. Để có được một hệ thống solar và hệ thống giữ điện tối tân nhất, không phải trả tiền lắp ráp mà còn được 25 năm bảo hành. Xin đừng chần chờ gì nữa, hãy mau gọi ngay cho Southwest Sun Solar 408-780-2013, 408-780-2013. Don't overpay for your ADU, don't overpay for your ADU. Quý vị muốn tiết kiệm tiền và không muốn mất quá nhiều tiền và thời gian cho việc xây cất ADU. Việc xây cất ADU chưa bao giờ dễ dàng như thời điểm hiện tại ở California, đặc biệt ở San Jose và các thành phố lân cận. Hiện nay, công ty BD Home Group đã có 4 kiểu mẫu ADU đã được approve. Quý vị có thể chọn một trong 4 kiểu ADU này để tiết kiệm thời gian xin permit bản vẽ để tiến hành xây dựng ADU của quý vị một cách nhanh chóng. Công ty BD Home Group chuyên xây nhà mới, condo, apartment, ADU, guest house với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực xây dựng, thiết kế và tư vấn các công trình nhà ở, sửa chữa nhà cửa đến các công trình cấp cao, v.v. Chúng tôi sẽ giúp quý vị xóa tan mọi lo lắng và mang lại không gian sống và làm việc tốt nhất cho quý vị với giá cả vô cùng rẻ. Công ty sẽ giúp quý khách lo từ bản vẽ đến giấy phép hợp lệ để xây dựng, tư vấn hoàn toàn miễn phí. Xin hãy gọi ngay cho công ty BD Home Group số phone 657-535-6789 và số phone hotline là 669-699-6999. Quý vị nào là chủ nhà hàng, chủ tiệm nails, chủ cơ sở thương mại muốn cài đặt hệ thống máy lấy order, máy credit card, máy ATM, hãy tham khảo hệ thống máy lấy thẻ của anh Châu Bá Thông. Anh Châu Bá Thông hiện giờ có chương trình khuyến mãi giá thấp và cho quý vị mượn máy lấy thẻ miễn phí và không cần hợp đồng. Anh Châu Bá Thông còn có máy POS, iPad, tablet lấy order tại bàn, rất thích hợp cho nhà hàng và tiệm nails. Nên gọi Châu Bá Thông 415-335-2000 để biết thêm chi tiết và những ưu đãi. Và sau cùng là phần closing news. Thợ bánh mì Pháp phá vỡ kỷ lục Guinness về bánh mì baguette dài nhất thế giới. Thợ bánh mì Pháp vừa làm bánh mì baguette dài nhất thế giới hôm Chủ nhật, dài 140.53 mét, giành lại kỷ lục của một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của đất nước bị Ý nắm giữ 5 năm qua. Bánh mì baguette này dài hơn bánh truyền thống 235 lần, được làm ở Suresnes thuộc ngoại ô của Paris trong một sự kiện dành cho thợ bánh mì và đầu bếp bánh ngọt Pháp. Bánh mì baguette dài nhất trước đó, 132.62 mét, được làm ở thành phố Como, nước Ý, hồi tháng 6 năm 2019.
Nhằm đánh bại kỷ lục đó, thợ bánh mì Pháp bắt đầu nhồi bột và tạo hình lúc 3 giờ sáng trước đi đặt bột vào trong lò nướng chế tạo riêng di chuyển chậm trên bánh xe. Sau khi bánh mì baguette được giám khảo của tổ chức kỷ lục thế giới Guinness chấp thuận, thợ bánh mì Anthony Arrigo cho biết mọi người đều vui mừng với kỷ lục này và kỷ lục được lập ra ở Pháp. Một phần bánh mì baguette kỷ lục được cắt ra và phát cho công chúng, phần còn lại tặng cho người vô gia cư. Theo quy định chính thức, bánh mì baguette truyền thống phải dài khoảng 60cm, chỉ làm từ bột mì, nước, muối và men và nặng khoảng 250g. Kính thưa quý vị, phần Closing News vừa rồi đã chấm dứt bản tin đêm nay của chúng tôi. Quốc Bảo và Nam Minh xin mến chào tạm biệt và kính chúc quý vị có một đêm thật an lành.